Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Đại Ngọc Trâm đáp trả khi bị nhắn tin khiếm nhã, bức nhân quá. Hiện tại, những tranh cãi vẫn còn đang diễn ra rất sôi sục ở các trang mạng xã hội, đặc biệt gay gắt hơn trước những động thái của Đại Ngọc Trâm. Cái tên Đại Ngọc Trâm trong suốt hơn 10 năm theo nghiệp diễn xuất có lẽ chưa bao giờ hot đến thế sau phát ngôn gây nhiều tranh cãi về việc không thể hiểu nổi tại sao có thể mặc bộ đồ bộ như vậy ra đường. Hầu hết các ý kiến để lại cho quan điểm của bà xã danh hài Hoàng Mèo đều là tiêu cực và có ý phê phán suy nghĩ của cô nàng. Làn sóng phẫn nộ cho rằng việc phụ nữ mặc đồ bộ ra đường là hết sức bình thường, không đáng nhận thái độ kỳ thị từ Đại Ngọc Trâm cùng người tham gia talk show cùng cô là diễn viên tuyền mập như thế. Do câu nói nhắm đến số đông nên nữ diễn viên đã nhận lại không ít gạch đá, và mới đây nhất cô còn công khai đoạn tin nhắn với nội dung khiếm nhã mà mình nhận được về việc bị đòi hỏi chuyện tế nhị. Trước câu nói thô thiển từ người không hài lòng với mình, nữ diễn viên lên tiếng đáp trả. Chửi cái gì em cũng có thể im lặng, nhưng anh đòi vụ này bức nhân thú vật quá anh. Em là gái có chồng rồi anh ơi, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng ha. Trước đó khi sự việc đẩy lên cao trào và nhận về quá nhiều công kích, Đại Ngọc Trâm cùng Tuyền Mập đã khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân của mình để không phải đọc những chỉ trích tiêu cực. Chưa hết, ngay sau đó cô nàng tiếp tục có động thái khá thách thức với anti-fan khi thẳng thắn bày tỏ trên trang cá nhân việc không muốn bài đăng của mình bị chia sẻ lại. Cấm anti-fan à nha, mấy bà mấy má, đứa anti-fan nào chia sẻ hay hèn hạ chia sẻ rồi, để chế độ riêng tư là bị bệnh một tháng nha. Hiện tại những tranh cãi vẫn còn đang được diễn ra rất sôi sục ở các trang mạng xã hội, đặc biệt gay gắt hơn trước những động thái của Đại Ngọc Trâm hay Tuyền Mập. Bạn nghĩ sao về những phát ngôn này? Dương Ngọc Thái khen ngợi khi vợ dám nhận sai về phát ngôn đồ bộ. Ca sĩ Dương Ngọc Thái, chồng của Triệu Ái Vi, cũng có những trải lòng về vụ việc đang gây tranh cãi những ngày qua. Mới đây, trong chương trình truyền hình Siêu Mâm Siêu Tám, diễn viên Tuyền Mộc trong vai trò MC cùng ba khách mời là các diễn viên Đại Ngọc Trâm, Triệu Ái Vi, vợ của ca sĩ Dương Ngọc Thái, và Hana Giang Anh. Họ đang bị cộng đồng chỉ trích khi bốn người đưa ra quan điểm xoay quanh câu hỏi đồ bộ có nên mặc ra đường hay không. Ngay khi chương trình lên sóng, đã nhận về rất nhiều quan tâm. Đa phần bày tỏ không đồng tình, cộng đồng mạng cho rằng đây là cái nhìn một chiều, không thể đại diện cho số đông được. Sau Đại Ngọc Trâm, Tuyền Mập, mới đây ca sĩ Dương Ngọc Thái cũng có những trải lòng về vụ việc đang gây ra tranh cãi những ngày qua đối với bà xã Triệu Ái Vi của mình. Giọng ca gọi đầu viết, tội nghiệp vợ tôi đang bầu bì mà mấy hôm nay vì chuyện này mà rất đau buồn và lo lắng. Mình cứ lo cho vợ, hôm nay vợ nói ra chồng nghĩ vợ sẽ thoải mái hơn và nhẹ nhàng hơn. Trước đó, Triệu Ái Vi, vợ của nam ca sĩ Dương Ngọc Thái, một trong các MC của chương trình đã lên tiếng về những lùm xùm. Cả nhà ơi, Vi xin lỗi cả nhà trong thời gian gần đây đã làm cho cả nhà buồn nhé. Vi không bao giờ có ý chê bai đồ bộ gì hết. Vì Vi mỗi ngày đều bận. Mọi người nên xem hết clip 45 phút các mâm không nói về ai cả. Chỉ đang nói về quan điểm của mình. Còn mọi người muốn mặc như thế nào là quyền cá nhân, không ai có quyền nói cả. Bên đài họ làm nội dung và mời Vi quay. Tất cả mọi người trong ekip không ai muốn sự việc lần này. Thực sự Vi cũng xin lỗi tất cả mọi người vì sự việc này. Và Vi cũng xin lỗi tất cả các cô và chị em. Ở đây không ai dám chê bai hay miệt thị ai hết, nữ ca sĩ nói thêm. Về phía nhà sản xuất, vì nhận quá nhiều ý kiến tiêu cực, nên toàn bộ phần lên sóng của 4 MC đã bị xóa khỏi hệ thống.